Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo dự kiến mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Xuân Hương Trang, hay còn gọi là Trang Nemo, sinh năm 1992, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng 23 tuổi và Phan Hoàng Nam 24 tuổi vào ngày 8 tháng 9 về tội gây rối trật tự công cộng. Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa xét xử do thẩm phán Nguyễn Văn Hà làm chủ tọa. Trước đó, hôm 23 tháng 6, bà Phạm Lệ Khanh, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án gây rối loạn trật tự công cộng do Nguyễn Xuân Hương Trang, Trang Nemo và đồng phạm gây ra, đã có đơn gửi kháng cáo tới Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án Nhân dân quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Khanh kháng cáo một phần bản án hình sự sơ thẩm do Tòa án Nhân dân quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên ngày 16 tháng 6. Theo đơn kháng cáo, bà Khanh cho rằng Tòa án Nhân dân quận 1 chỉ xét xử các bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Phan Hoàng Nam về tội gây rối loạn trật tự công cộng theo khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 mà Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh truy tố. Tuy nhiên, qua những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm định công khai tại phiên tòa sơ thẩm, ngoài tội danh các bị cáo, Viện Kiểm sát truy tố, các bị cáo còn có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 28 tháng 6, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Phan Hoàng Nam đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án Nhân dân quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các bị cáo Trang Nemo, Quy và Khương xin hưởng án treo, còn bị cáo Hoàng Nam xin giảm nhẹ hình phạt. Theo cáo trạng, Hương Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng. Khoảng 14h45 ngày 16 tháng 1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn. Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh trúng. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, sau đó Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh. Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích là 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Huy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình. Ngày 20 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Huy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối loạn trật tự công cộng. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận 1 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng mức án 9 tháng tù, bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù về tội gây rối loạn trật tự công cộng. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo gây mất trật tự xã hội. Bị cáo Nam là người có tiền án chưa được xóa án tích nên còn có hình phạt nghiêm khắc. Đối với bị cáo Trang, Quy, Khương phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải nên hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.